nằm trong quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc. Công viên động vật hoang dã Vinpearl Safari và công viên giải trí Vinpearlland là điểm vui chơi hấp dẫn dành cho cả gia đình. Tôi là Đoàn Văn Phước Thọ, một hướng dẫn viên của vườn thú mở Vinpearl Safari. Với chúng tôi, mỗi ngày là một chuyến phiêu lưu khác nhau. Chúng tôi luôn thuộc tập tính sinh hoạt của từng chú sư tử trắng châu Phi. Và chúng tôi tin chắc rằng tất cả các chú vẹt Bolivia ở đây cũng biết rõ tên của từng người trong nhóm chăm sóc và huấn luyện chúng. Các bạn đừng vội đánh giá qua bề ngoài, đôi khi những người bạn trong xù xì này lại cực kỳ hiền lành và dễ mến. Cũng giống như con người, hầu hết tất cả các loài động vật đều có những xúc cảm phong phú, thể hiện qua đôi mắt hay những tín hiệu khác nhau của cơ thể. Ví dụ như những chú ngựa vàng này lại thể hiện cảm xúc vui buồn qua đôi tay của mình. Đó là những tín hiệu quan trọng đối với những người chăm sóc và huấn luyện như chúng tôi. Phía sau những màn trình diễn đẹp mắt và độc đáo này là cả một quá trình dày công luyện tập bằng tất cả đam mê và đôi chút mạo hiểm. Nhưng những ánh mắt thích thú của những đứa trẻ ở đây lại là động lực để tôi và đồng nghiệp có những màn biểu diễn đầy hứng khởi trên sân khấu đặc biệt này. Trong thế giới Vinpearl, chúng tôi thực sự là một gia đình. Tất cả các thành viên trong gia đình chúng tôi luôn chào đón và mong muốn mang đến những trải nghiệm thú vị cho tất cả các du khách đến với thiên đường giải trí của Vinpearl Safari và Vinpearlland Phú Quốc.